Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Dân Dã. Cách làm mì xào bò rất là đơn giản, chỉ trong 15 phút là có ngay món ăn sáng rồi. Mời các bạn cùng vào bếp xem cách làm mì thật đơn giản của mình nhé. Mì vẫn là món ăn rất là dân dã, không quá xa lạ với mọi người, thường xuyên được ăn kèm với nhiều món khác. Sợi mì dai cùng với thịt bò mềm hòa quyện với nước sốt rất là thơm ngon vừa vị. Đó là tổ hợp tuyệt vời cho bữa ăn, đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể ha. Thì nguyên liệu xào mì của mình thì gồm có là cải thìa, cải ngọt hay là cải gì đó tùy thích các bạn ha. À, 400g thịt bò, mì tôm. Thì mình sử dụng mì ký hay mì mini kép. Nếu mà mình dùng những loại mì như Hào Hảo, Ba Miền thì mì sẽ rất là mặn, bởi vì cái mì đó đã có giặt sẵn gia vị rồi. Để trộn cái sợi mì mà nó được như thế này nè, các bạn nên nhúng vào nước lạnh, mình canh khoảng 1 phút rồi mình vớt ra ngay. Để tầm khoảng 15 phút là sợi mì sẽ mềm dai và không hề bị dính ha. Mình sẽ xé ra cho nó tơi, để chút nữa mình xào cho nó nhanh. Về cái phần nước sốt thì mình đã pha sẵn rồi, chuẩn bị vừa ăn theo như là các bạn đã ăn ở ngoài quán hay là ngoài nhà hàng ha. Đầu tiên là mình cho vào đây một muỗng canh nước lọc, và mình đang pha sốt cho một phần ăn ha. Tiếp đó là mình cho 1/2 muỗng canh nước tương. Một phần hai muỗng canh hạt nêm, đầu muỗng bột ngọt thôi. Tiêu cũng vậy, mình cho đầu muỗng. Đường thì mình cho 1/2 muỗng canh ha, một muỗng canh dầu hào. Và không thể thiếu tương ớt ha. Thì tương ớt rất là phổ biến trong các món ăn và các món xào. Nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó có độ bóng, độ ngon và được đẹp mắt hơn. Vậy là cái phần nước sốt của mình đã pha xong rồi. Các bạn cứ đi theo công thức này là chuẩn ha. Tiếp tục là mình bắt nồi nước sôi, sau đó là mình cho rau vào trụng sơ, khoảng 6-70% thôi. Khi trụn vậy thì cái nước ở trong rau nó cũng ra bớt đó, thì đến khi mình xào mì sẽ được khô ráo hơn và cái rau nó cũng được xanh nữa. Rồi, mình vớt ra mình để ráo. Tiếp tục là mình cho cái chảo nó khô, rồi mình cho một muỗng canh dầu ăn vào. Cho hành tỏi vào, mình phi cho thật vàng thơm lên. Sau đó là mình cho hết cái phần nước sốt ban nãy vào. Cho phần rau và mì vào. Cho luôn phần thịt bò vào ha. Hiện tại là mình đang dùng 200g thịt bò cho một phần ăn nha. Lúc này là các bạn đảo nhanh tay với lửa thật lớn nè. Cho phần nước sốt nó thấm đều vào rau, mì và bò.
Bò mình thì đã thái mỏng rồi nên là nó chín tái rất là nhanh. Các bạn đừng xào quá lâu ha. Bò sẽ dai và rau nó sẽ mềm nhũn không có ngon. Rồi, như vậy là mình đã cho ra đĩa được rồi. Thật là đơn giản đúng không các bạn? Mình đã có một cái phần ăn sáng nè, hay là ăn bất cứ lúc nào cũng được. Rất là tiện lợi. Cái phần nước sốt này nó áo rất là đều vào từng sợi mì này, rau này. Bò thì rất là mềm, vừa ăn. Các bạn có thể làm cái phần nước sốt này nhiều một chút. Mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh này, để được tầm 10 đến hơn 10 ngày đó. Thì chúc các bạn ngon miệng ha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video món ăn dân dã của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn.